vài lời yêu thương từ Guru. 9 điều răn dạy của ta. Muôn đời chăm chỉ con nghe trong đời. Phật pháp ta đã dạy rồi. Tâm ấn mạch pháp đời này ta trao. Đường tu giải thoát đừng quên. Công ơn thầy dạy cao hơn đất trời. Tình thương xã hội con cần. Thiết tha giúp đỡ xa gần chúng sanh. Tu một đời giải thoát tổ tiên. Cửu huyền thất tổ về trên thiên đàng. Lời Guru hãy khắc cốt ghi tâm. Bấy nhiêu cũng đủ cho con trọn đời. Con tu nương ánh đạo vàng. Guru kề cận bên con mỗi ngày. Từng giây từng phút không rời. Ngày con khai ngộ ta chờ ta mong. Đường ta dạy con mênh mông. Trùng dương hải đảo tịnh tâm tọa thiền. Lực lượng Thượng Đế đã ban. Các con góp sức tọa thiền cùng ta. Ta nay dù ở phương xa. Một giây một khắc không xa con mình. Cuồng phong bão tố đang dâng. Guru tịnh tọa biển đông vỗ về. Xoa dịu thịnh nộ đất trời. Truyền sang lực lượng mỗi ngày cho con. Các con đang ở đất liền. Nghìn trùng cây số trăm điều ta lo. Con dáng gìn giữ đường tu. Thiền đường kiến thiết công phu tọa thiền. Lực lượng giải thoát ta truyền. Các con ở đó tăng đoàn phát huy. Vài lời yêu thương từ Guru. Vần thơ nhắc nhở tăng đoàn Ruma. Minh Suruma viết sáng 13 tháng 3 năm 2020 tại đảo Korong, Sihanoukville, Campuchia, trong thời gian ngài bế quan tịnh tu. Thank you.
kịp chơi đùa. Ngà chậm kêu màng làm cho quay quanh, đừng để mình ngu si đà đành, đừng làm nô lệ cho mình cho ai. Xin đừng nhào bán chê bài, đừng than quá khứ vì lãi lẫn nhau. Nên xin an lạc thanh bình, xin đừng chặt hẹp vô tình.